Đây bàn tay thô bỉ của mình đương nâng một cái hoa. Nó rất là xuất sắc đó, cái hoa này đó. Nó lạ lùng đó, là nó nào giờ mình cũng chưa nó thấy cái hoa, cái quỳnh hoa, cái nhật quỳnh nào mà nó to như cái dĩa bàn ăn cơm của mình vậy đó mấy bạn. Hoa sa mạc là nó như thế đấy. Thì mình nó được một mớ cái ở dưới kia nó cũng còn cái đấy ha. Đó do là mình muốn sửa là cái bồn này trước nhà, thứ thiệt là nó sát bên cái cạnh phòng của anh Lê đó. À, lý do là tại sao mà mình phải dọn dẹp cái này, bởi vì nó đó ảnh khi mà người ta cho đó ba cái gạch đó lót rồi ảnh chỉ muốn lót chung quanh cái nhà bằng cái gạch đó đó mấy bạn đó, nhưng mà mình không có rảnh thì giờ rồi bây giờ đó, nếu mà mình không có chỗ dọn nó kẹt là vậy đó, cho nên bây giờ có cái bồn phía trước nhà đó. Cái này là cái nó có một ấy thôi nha mấy bạn, nó là bề ngang nó là khoảng 9 inch đó, tức là nó 2 tấc á đó. Đó nó sọc sọc nó cũng lạ đó đó, thì mình thấy cái nó giờ ở đây anh Lê mà anh giờ mình thấy cái này đó là anh mê chết luôn đó. Rồi đây đó mấy cái chậu xuân rồng, móng rồng của mình đó, nó cũng ra nụ đây nè, nhưng mà mình kêu anh đó, mình nhờ anh Lê đó, anh đem hết mấy cái chậu này anh dời ra phía trước. Đây ở đây nó cũng ra một cái chậu hoa hồng đó đó, nhưng mà nó chánh rất là cái chậu này là nó màu cam rõ ràng, mà không biết sao giờ nó thành màu hồng rồi mình cũng không có biết nữa. Trước mặt của ảnh á, trước mặt cái chậu là nó có được 4 cái nụ, phía sau lưng là nó 3 cái, là 7 cái đó. Mình có đem ra trước 2 cái nhưng mà chả biết nó ra màu gì mình chưa biết đó. Ở đây cái móng rồng này nó do là nó bị che trên cái dàn thanh long nó, cho nên nó không có nhiều hoa, cho nên mình sẽ đài nó ra tuốt phía trước luôn. Anh thấy mấy cái chậu này đẹp, anh không có dời, anh đâu có gì đâu, anh cứ làm một cái, để một cái cục đá vuông vuông mấy bạn, rồi mình để nó lên cao một chút vậy đó. Một cái hoa tím tím nó từng trong chậu, mấy cái chậu nhỏ, mấy cái cây này nhiều lắm. Nguyên thủy là nó từ một cái gốc chỗ này nè. Đó, nó có bề lớn chút xíu đó thôi, cái hoa nó như thế này nè. Mà mình làm ra được nguyên cái vườn phía trước nhà đấy. Đây, cái hoa xương rồng nè, nó ở dưới cái dàn cái gì đó, cái chanh dây đó. Cái nó bị mấy cái hoa đỏ đỏ, cái phong lữ thế nè, nó dính dơ tùm lum lắm. Thật ra mình cũng phải tốn thì giờ để mình làm, chứ còn ảnh thì ảnh không có làm được mấy cái này đâu. Ảnh làm cái này nó dướng á. Thật ra mình có nước là mình đài nó ra tuốt ngoài biên ải vậy đó. Thì mình đem ra trước làm cái bồn hoa chánh ở đây mình sửa lại để mình đem đi. Nhưng mà ảnh thì tiếc cái này, ảnh nói cái chậu đẹp quá, sợ ai lấy làm gì đó. Rồi mình sẽ tẻ những cái củ nhỏ này mấy bạn, nó chưa có ra đó, mình tẻ nó ra đó. Thì hồi trước đó là những cái cây này nó ra nguyên cái chuỗi dài, nó làm mình làm cái banner, cái hình nền cho cái kênh của anh Lê đó. Thì mình làm đó, ở đây là mát quá cho nên nó không có ra hoa đó. Năm nay nó không ra hoa chứ không phải nó không ra, giờ mình đem ra mình phơi nó thì nó sẽ ra hoa. Đây nè đó, mình nó ở ngoài thiên nhiên thì chứ là nó, mình cũng không có để nó tự nhiên nó mọc sao nó mọc đó. Đúng rồi, đó là 2 tháng nay là mình không có tưới trong này, mà bạn coi cái cây xương rồng, móng rồng của mình, coi cái nó lên. Ông này thì ông ở ngoài nắng cho nên ông lên cái cây rất là ấy, là bữa nay thì nó sẽ nở, nó nắng lên nó mới nở, giờ nó không nở đâu, nó cúp vậy đó. Thì ở dưới này đó là nguyên một bầy của ổng, nguyên một bầy con của ổng nụ đây nè, mà bạn thấy không, cái mũi mình chỉ đó đó, nó chùm nó ra ở đây nó cũng nhiều nè đó, nhỏ rất là nhiều. Nhưng mà mấy cái đó là mình phải lấy cái đồ gấp nước đá đó, mình gấp cái cọng nó ra đó, mình phải đem đi ra ngoài mình mới làm được, chứ đây chật chội lắm. Rồi đá chật rồi nó thêm cái cây thiên tế này nữa, nó cứ thọt vô tay mình, nó phốc đau gần chết luôn đó. Thì đó mình nói luôn á, là tại sao đó là anh bận rộn không rày, anh không có phụ mình. Anh Quảng Thành ngày hôm qua có gọi hỏi thăm con Lê, con khỏe không hay là đã tuyệt tích giang hồ rồi thưa anh Thành với thưa chị Tâm. Thành Tâm thì là lúc nào cũng thật lòng với nhau nha. Đó, do là cái cây chết đó đó, mắc dịch đó đó, nó chỉ có là một cái lá nhỏ thôi, mà nó lên á, nó lên mà nguyên một cái đống tầng ung vậy đó, là nó còn có mấy cái cây con bên đây nữa nè. Đó, nó lên nó mọc ở đây, nó mọc có ngay cái vòi nước tự động này, chứ không phải là mình không có vòi nước tự động. nó cấn cái cây này, nó đẩy cái cây này ra đó, là nó nhét ở trong cái kẹt các bạn, một cái lá rớt vậy đó mà nó lên.
đó thì anh phải anh tháo rồi anh sửa, rồi sửa bây giờ là tạm mấy rồi anh để cái cục gạch anh dằn là đó 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 thôi đó. Thì ra ở đây là mình phải dẹp trống hết những cái cục gạch thẻ như thế này đó, là gạch đó được đi đi. Mà lý do tại sao mình để cao lên, mình để cao lên đó, là để lên cái những chậu xương rồng như thế này đó, thì mấy em thỏ chuột rồi đó, thỏ rồi đó không có bò vào, nói chứ mà nó cũng chui được, tại vì cái đây anh lấy ra một chậu bớt rồi đem cho, vì nó to quá thì nó nặng lắm đó. Chứ còn mình thì mình không có tiếc gì hết, là mình trồng nó to thì mình cũng chia ra nhà này nhà kia, hay mình tính mình thích vậy. Còn ai không thích mình đó là chuyện của bằng dân thiên hạ, mình không có cấm cản được ta, cái đó là cái ý thích của mỗi người đó. Đây cái cây xương rồng này đó báo cáo với anh Nam đó, anh Nam mới vườn qua giấy báo, vườn qua giấy đó, mình rất là thích đó. Mình rất là thích cái những cái gì đó là cái gì ai cũng có chuyện để cho mình học hỏi hết đó. Cái mà mấy em nào có giữ đi nữa đó là chị cũng học hỏi được, bởi vì nó chị cần giữ đâu lúc á, bảo đàn ông ở ngoài công trường mà nó chọc chị giận quá là chị cũng phải nói lên cái cảm giác của mình, nói như những sự suy nghĩ của mình, chứ mình cứ cứ làm cái người đàn bà Việt Nam thì đừng hậu hoài ăn hiếp mình chết mấy em đó. Ở đây đó cũng mấy chục hoa đó, ở trước có 8 cái đó là cái chai chậu đó là chậu cao su, ta không sợ mất. Còn những chậu chậu mà chậu nó kêu là chậu terracotta, cái nó đúc như thế này mà nó có nung lên đó nha, đôi cái chậu mà chậu sành nung á là anh sợ mất. Ông ơi, đây dân người ta nó không có ai mà rinh cái này đâu. Mà nói chứ cũng dám rinh, cái chậu này đẹp quá, tôi rinh, tôi đem ngoài chợ trời tôi bán cũng được 20-30 bạc á. Nói chứ cũng cả trăm hơn á các bạn ơi. Mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ vậy thôi chứ còn có ai có bán rồi nào đâu biết đâu, toàn là mình cho không à, tại vì mình thấy thì mình thích đó. Khi mà cháu mình nó cho mình á thì nó bằng mấy cái củ là mình nói, nó tách ra có một củ có một chút chéo vậy thôi, nó chéo vậy nó bằng cái đầu chân cái mình, nó chứ không được được ngón cho cái nửa chân cái mình thôi. Mà bây giờ là con cháu nội cháu cố cháu sơ rồi đó, nó cậu chín đời á mấy bạn đó, cho nên mình rất là hãnh diện. À, đây xin chụp em một tấm hình là kỷ niệm, tại em là quá đẹp mà đó. Rồi mình đây lại 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 rồi mình cũng có những cái bông tím tím này, nó là mật cùng làng cùng xóm mà nó cao lên một thước mấy luôn, nó cộng cạnh cái bông hồng cam này của mình nè, cây con mình ươm đó. Rồi bữa đó mình cắt cái cây đó là cái cây huệ mà hồng hồng á, mà cái nó có huệ hồng huệ trắng nữa, nhưng mà cái loại này là cái loại trinh nữ hoàng cung, những cái hoa huệ Việt Nam thôi, mình nói vậy thôi cho chắc ăn. Mình cắt cái đám lá đó, cái cây đó nó ngộ lắm, nó chỉ có cái củ không thì nó ra hoa, mà hễ mà nó ra ra nó có lá rồi đó, nó chỉ ra lá thôi, tới hè nó mới ra hoa mấy bạn. Nó chơi một năm nó ra hoa 2 lần, mà nó tức cười, nó cứ rụng lá nó ra thiệt là tốt vậy, rồi nó rụng hết. Thì là mình cứ cắt cái lá đó, đó là ảnh bổn phận của anh Lê đó, là anh sẽ dời hết mấy cái chậu này đi ra phía trước nhà có cho nó khoe sắc. Bữa nay đó là nó mình nổ ha, nói ra ngay chứ không phải mình nổ, mà mình đem ra hết ở ngoài đó cũng có thể chừa lại một chỗ này cũng không chừng, nhưng mà đem đi cho nó trống, mình đem cái chậu này dời ra ngoài để mình làm cái bồn bông này lại. Anh làm anh sửa đường ống nước lại chứ không gì hết á, mà để đây nó dướng cẳng chúng ta dướng chân anh làm lại, nó cái gai này nó đâm vào đau lắm các bạn. Mình thì mình cũng ít có bị lắm, vì mình thấy cái gai là mình đã né xa xa rồi đó. Ngày hôm qua đó anh dời một chậu này ra ngoài kia thì 2-3 tháng là không tưới rồi bọn biết thôi, mà nó còn sống vậy là nó cũng nhân đạo với mình lắm đó đó. Thành ra mình thế giờ này phải báo cáo với bạn, dời ra ngoài cái bồn phía trước nhà đó để mà làm cái bồn tránh, rồi nó bắt đầu từ ngoài bìa đó tôi dọn từ từ vô nhà nhà còn nhà tôi thì bê bối lắm, tôi chưa dọn, tôi chưa rảnh để chưa dọn, mà chị Lan cho nó chỉ xuống mà chưa biết chưa biết chị có đi hay không nữa. Chị đi thì tốt, mà chị không đi thì cũng 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 tốt hơn rồi, bởi vì đó chị không đi xuống dưới này đó thì em làm thêm được mấy bồn bông nữa cho mấy mốt cho chị xuống thì chị ngắm thôi đó. Giờ mình trồng ít cái cây trái rồi, có kỳ này chị xuống rồi không có gì cho chị ăn trái cây ở nhà, không có gì, chỉ có đi ăn tiệm đi đi ăn trái cây ở ngoài nó nhập cảng rồi thôi, chứ còn ở nhà mình thì không có trái cây gì ngoài chanh với bưởi đó. Thấy thấy nó đẹp, cái nó rực rỡ cái bông nó lên không? Cái màu đỏ này thì mình chịu, màu đỏ cam đỏ, màu đỏ nó không có, tức là nó không có dễ bị nắng làm cho nó cháy héo các bạn. Còn cái đỏ mà màu hồng, cái màu quyến rũ của cái cây bông hoa hồng hồng nhung của mình á,
Trời ơi, mà bữa nào nó nắng mà mình không kịp tưới, nó sáng chiều nha mấy bạn. Nó rụng lại, nó yên như là cái nụ dẻ vậy đó. Sẽ gom đó, mình không thích là tại vậy đó. Chứ không phải là cái bông đó mình rất là thích, nhưng mà cắt cho nhà trưng thì được. Mà để ngoài sân nó coi nó kỳ quá, mình không thích. Đó, giống như cái cây này nè, nó cũng đỏ nè. Nhưng mà mình cũng phải tỉa nó thôi, thường lắm. Để cho mấy bạn xem đó, cái bông. Cái bông đó đó, cái nhánh đó đó, mình nghĩ là cái chậu này là cái chậu màu cam mình đã trồng riêng ra rồi. Mà cái nhánh đó đó có thể là cái nhánh của chị Hải cho cái chậu đó để nó lồng gãy. Cho nên mình lấy, anh nhét vô đó hay sao á. Chứ rõ ràng cái chậu này chậu có lá màu cam của người ta, mà giờ nó lòi ra cái bông màu hồng. thấy tức cười anh thiệt á. Mình cũng sợ quá rồi, ổng dời. Ở đây đó mình cũng lên được cái cây kinh giới lần đầu tiên nhà mình là cái hạt kinh giới tự động nó rớt nó lên, mà mình được hai cây tất cả đó. Mừng quá chừng. Lần mình rất là thích ăn kinh giới, mình không ăn tí tô nhưng mà kinh giới thì mình ăn. Đó, bây giờ nó có 10 xả mình thích. Bún mắm của mình á. Mình đi dài dài mình ngắm nghía ở đây, tất cả những cái hoa này là mình trồng trong cái chậu đó mấy bạn. Mình cần thì mình móc đầu nó lên, cái mình đem đi lên trên đó mình ngắm nghía trước đó, rồi mình mới trồng nó xuống sau. Rồi cái bông gì lạ đó thì mình sẽ trồng nó thêm lại. Vì nhà nó thì đất rộng quá, rồi mình trồng á thì mình cắm xuống dưới đất á là nó ăn liền mấy bạn. Mấy cái con này của mình nó lợi hại lắm, mấy con mắc dịch đó đó. Mình cho nên mình cứ sẽ phải phơi ngoài nắng, mà nó trong mát thì nó sẽ không có hoa đó. Bất tiên cũng vậy, bông hồng cũng vậy đó. Bây giờ ổng nằm ở đó đó, cái đó thì là mình trồng, mình trồng xuống đất luôn. Thì là cái cây nó phát triển nó mới to, chứ mình không có trồng trong chậu. Có những cây, bởi vì lý do trồng trong chậu đó là gì, nó tuột đất này nọ, cái nó mất đất, cái nó chết đó. Cái này cây hồng, cây ban hồng mình thích nè, mặc dù nó cũng đỏ mà, nhưng mà nó này nó từng cách mà nó lâu tàn lắm mấy bạn, nó tốt lắm, nó mạnh lắm đó. Cái hoa này David Austin đó, khi mà nó nở ra nó to như cái hồng nhung vậy đó đó. Còn cái này đó, nó đỏ quá rồi đó. Đó là nếu mà bây giờ tự nhiên mình nó cái cờ đỏ là cái nền đỏ đó ha, nhau cái màu đỏ đó, màu đỏ khác, màu đỏ màu cờ nó khác. Rồi cái hoa vàng nó nổi, ông Ly cũng khá thích cái hoa vàng này nè đó. Nhưng mà mình nó thì cái hoa màu đỏ đó thì mình sẽ trồng cái chỗ nào nó có cái hàng nước á, thì mình trồng cho nó đi lan lan cho đó, cho nó mọc hoa ra cho nó đẹp. Thì hoa nào nó cũng đẹp, nó có cái đẹp riêng, nhưng mà làm sao mà bạn sắp xếp lại cái nghệ thuật của bạn đó, bạn sắp xếp lại cho nó đâu vào đấy đó thì nó rất là đẹp đó. Nó là hoa đó, nó tô điểm cho cái nó là cái sắc đẹp mà cái trong cái cuộc sống mà là mình cần có để mà mình vui hưởng cái tuổi già của mình. Đây, cái này là cái hồng nhung nè mấy bạn, nhưng mà nó do là thiếu phân thành ra ảnh không có sắc thấm nhung lắm, nên chỉ đỏ vậy thôi. Nó kêu là cái màu đỏ giống như cardinal vậy đó, giống như màu đỏ hồng y vậy đó. Màu đỏ đó nó cũng đỏ hơn cái màu phong lữ của mình một chút. Nhưng mà nói chung á, cái phong lữ đỏ đó mình không thích, nhưng mà mình thích cái hoa quát quát vậy nè, nó coi nó đẹp hơn, nó nghệ sĩ hơn. Hoặc là hoa màu trắng một màu thôi đó. Tất cả những cái này mình trồng trong chậu, cần á thì mình móc ra mình thấy qua đổi lợi vậy đó. Còn cái này, cái đỏ cao nguyên thủy của mình thì mình giữ lại cái hàng này, tại mình rất là thích cái hoa đó đó. Cái dương vĩ mình nó lên nó nóng quá đó, rồi nó chưa nó tàn bớt rồi, nó tàn bớt rồi, gì chỉ còn có mấy cái hoa màu vàng này với màu cam ở trong nó hơi khuất, mấy cái cỏ lên nó đậm quá nó che đó, thành ra mình không thấy. Giờ ở đây thì mình mấy cái trụ thanh long này ở đây mình phải làm lại, mình phải sửa sang lại để cho mình trồng hồng rồi này nè. Nguyên mà làm này nguyên cái đồi hồng ở dưới là mình có một cái cây to để chung quanh, mới trồng mấy cái sắc cô linh rồi này kia, sen đá rồi này kia. Bạn coi một cái chùm hoa đó mà nó to như cái bông hoa cẩm tú cầu mấy bạn. Có hoa hồng này nó lại đẹp, nó lại đỏ cam. Rồi đâu mình sẽ cây giống cái cây này ra. Mình lúc trước nó lên nó cộng nó nhỏ xíu, trời ơi, nó bằng cái chân nhang, cái gốc nó bằng cái chân nhang vậy đó. Đó là mình cũng ba loại hồng đó ha. Rồi kia còn cái màu cam đó, rồi là bốn màu tất cả đó. Đó. Rồi cái chùm, mấy cái chùm hoa
hoa ổng rớt, ổng già đó thì mình cắt bỏ rồi nè, bây giờ nó còn cũng mới nụ đó, thì xong cái đợt này á thì mình sẽ cắt cho nó thấp xuống, vậy là lúc chị Lan chỉ xuống là không có hoa rồi. Kệ nó đi, mình có sao mình chịu vậy, mình đâu phải đi trình diễn đâu mà lo đó. Nhưng có một cái là mình có nói chỉ tôi suy nghĩ kỹ nha, muốn đi đó thì đi, nhưng mà giờ không có gì ăn á, phải đi ra ngoài tiệm mua đồ ăn á. Chứ nhà em là hoa thanh long này nó ra rồi, nhưng mà muốn chín là nó cũng 2 tháng, hay nó ra rồi ra trái rồi tới 2 tháng sau nó mới chín được á. Rồi nó mình tiếc á, mình có việc thì mình đi lên cảnh cũng được nè. Chị Tám ảnh qua cũng không có được cái thì giờ mà đi, không có được cái trái thanh long nào ăn luôn. Rồi qua là qua phải trúng mùa, thường là thanh long nó có là cái mùa hè tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì nó mới có cái tháng 9 thì mới có táo tàu, cuối tháng 8 đó. Đó mình cũng còn rất là nhiều thứ phải tỉa đây này. Bây giờ mình nhìn trước đây, nhìn ra cho mấy bạn coi là cái cây thanh long của ông nó nghiêng, có cái trụ chính giữa, trụ thứ ba nó nghiêng qua một bên, ẹo qua một bên, và đưa cái mông về một bên á. Thì mình nói đó là bây giờ anh lấy cái khúc cây thông to to đó, anh tấn nó, anh lăn qua anh tấn nó, thì là nó nằm yên chỗ đó, thì mình cũng phải tỉa cái chỗ đó. Cho nên giờ là mình không có trồng bông gần cái thanh long nữa. Hồi trước là tại vì anh biểu mình tưới vô gốc, chứ mình tính trồng cái cây nó có rễ rồi, cái mình cho vô cái gốc đó, anh lấy trồng trong chậu đó. Thì bây giờ cái chậu đó là nó đục thủng cái đáy rồi, nó rễ nó nằm dưới này, cho nên mình sẽ rải mên dưới này, mên sẽ dưới những cái chỗ đất trống này nè, mình rải cho nhiều rồi mình trồng ở đây, mình trồng bông hồng cũng được, mình tưới ngoài thôi, còn thanh long mình nhất định không tưới nữa. Đây là mình cần cái chậu hoa hồng đó, cho nên mình móc đây hết lỗ rồi đó. Đó, vừa nói với mấy bạn là vậy đó, là mình phải đi sống với cái thiên nhiên mà. Nhưng mà tôi nhắm tôi trị không lợi mấy con sóc chuột thỏ đó. Tôi không có phải là tôi ngoại họ lì nha, tôi lì lắm, lần tôi nhất định mà tôi theo tới cùng, tôi làm tới chỗ nào mấy anh mấy chị chịu thua tôi thì thôi. Đó. Thì nó đi ra ngoài kia thì mình cũng trồng cho nó một ít cái cây ăn trái, giống như cái cây dâu tầm ăn, mấy bạn nó trái ngọt lắm nha. Mình trồng nhiều thì nó có đủ nó ăn, thì nó đâu có phá nhiều. Mà dòng nói nó với cái đồ gặm nhấm mà nó phá chừng mà nó phá thôi. Bây giờ bạn năn nỉ bà là quỳ xuống mặt lại, nó cũng chưa chắc gì nó đã nghe bạn hết. Nó lì lắm, tụi nó lì lắm, nhưng mà nó mình còn lì hơn tụi nó nữa. Mình là chiến đấu kiên cường mười mấy năm, 14 năm nay, từ 15 năm nay là đi mua nhà, là mình lên mình làm. Mình làm đây nè, để mình nói. Cái cây dâu này á, để nói cho anh đi biết, để anh định hình định vị với mấy cháu có nghe đó, thì nó biết đây là cái cây dâu của chị Hải cho. Nhưng mà cây dâu này là cái dâu đỏ, còn cái trái nó dài của Pakistan á. Đó là mình có một cây đó thôi. Đó, còn mấy cái cây con kia này, anh hai mình nói à, thầy Tâm Hạnh thích cái đó lắm, thầy cần nó thì mình đem cho anh mấy chậu mấy cây đó là hết rồi, mình chỉ còn cây này thôi. Thì để mình trồng mình dưỡng lên đi, rồi sau này có cho ai thì cho. Thì thực chất thì mình cũng không có ăn nó. Rồi mình trồng cái cây là cái cây dâu màu trắng á, không bao giờ. Còn mấy cái cây cái trái đỏ đỏ này nè, ông Lê có thật ông đi ông mang dài vô nhà, cho nên nó là nó dính nó dơ. Mình đỏ 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 rồi mình gớm, mình thấy máu mình gớm đỏ đỏ đó, quét cùng nhà hết nè. Rồi nói rồi giờ đó thì ông biết cỡ dài đó rồi. Chứ thường người ngoại quốc, tại vì anh sống chung với người ngoại quốc không có ai biểu anh cỡ dài hết, có mình vợ anh kêu anh thôi nè. Thật ra anh bực mình tại sao tôi phải nghe lời vợ tôi. Thì mình mới nói thà là anh ở nhà anh nghe lời vợ anh, còn hơn anh ra đường đó là anh phải đi nghe lời vợ người khác. Anh nói chứ anh có nói chuyện với ai đâu mà nghe lời vợ người khác. Thì mình ghẹo anh chơi vậy thôi, chứ là anh nói lúc nào mình cũng đi chằng chằng bên nó để mình giữ chân anh á. Anh ý anh nói anh khoe với mấy thằng đệ tử mình ngoài công trường á, mình nói mô Phật, mình ghẹo chảnh cho mình nói mô Phật á. Bởi vì nếu mà có gì đó là gì vậy, là cái tâm tôi vậy là tâm cũng tốt lắm, còn mình rất là ơ hờ. Bởi vì đó là đó, anh biết thân thì anh giữ cái thân Phật, thân của anh thôi đó. Thì đi về nhà được ngon lành lắm, mà hễ mà có cái tâm rồi có người khác thì thôi cứ tha hồ. Bởi vì mình thì mình lười mấy vụ đó lắm, mình không có, mình nói thiệt chứ mình nói chuyện với cây cỏ rồi nó vui quá trời quá đất rồi, mình ít có để ý chuyện gì đó. Cho cái tính mình từ nhỏ tới lớn là nó vậy đó. Anh cũng chưa biết vậy, anh cũng vậy thôi, anh cũng y chang vậy ha. Với hai đứa mình nó giống y chang cái tính đó. Anh cứ ghẹo mình, ghẹo nãy đó anh nói chứ. Để nói mấy bạn nghe, giờ mới 6:30 sáng nè, mình dậy từ hồi 4:30 rồi, mình đã dậy rồi. Mình đọc mấy cái comment của mấy em rồi mình trả lời, mình đúng là mình đi
đi đi thăm mấy em mình kia tội nghiệp, mấy em lúc nào cũng ủng hộ cho mình, bị mà 2 tháng mà nó dần mình cái đóng in đó nữa nha, cái đóng đó lúc trước ngay trước nhà mình á, là bọn biết cái đóng đó là nó cao hơn cái mái nhà á, nó là 3 thước, cao 3 thước á, mà người ta chỉ cho mình có 2 feet đó, tức là 24 inch thôi, là 6 tấc á, mà mình đi luôn tới 3 thước luôn, tới tuổi đó chứ không phải mình đâu, nó leo lên, nó leo chồng 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 lên, bởi vì mình không có nhà thì đâu mình đâu có làm sao mà mình ngăn nó được mấy bạn đó. Thì bây giờ đó tôi không có ở, tôi không có ra là ở đó, đây là LADOT là Department of Los Angeles Department of Transportation, là tụi mấy cái này là tụi nó sửa đường rồi này kia đó đó, rồi nó đi nó bỏ lại công trường mình nó mấy cái cho đó, rồi mình lượm đem về 2 cái đây mình để tôi là under construction, đó là tôi đang sửa sợ chữa đó, đó là lý do tại sao công ty nó thấy là mình cũng dọn này nọ, mình dọn nó cũng sạch rồi, nhưng bây giờ dọn rồi vậy đó, thấy đóng như vậy thì mình cũng thấy cái đống tầng ung mình cũng ngứa mắt đó. Rồi cái mình thấy mấy cái cục gỗ, cái vấn đề là mấy cái cục gỗ đó, làm sao tôi giải quyết mấy cục gỗ này trời ơi. Cái mình mới nói với anh Lê chứ, anh Lê ơi, anh Lê ơi, anh nói cái gì đó ba, nói chứ em thấy giờ mấy cái cục gỗ này á, thấy anh dựng đứng lên, anh dựng đứng giống như mấy nhỏ mấy thằng lính ở bên cái vạn lý trường thành mà nó hầu ông Tần Thủy Hoàng á, dựng mấy thằng đó giống như cái hình giả vậy đó, nhưng mà để nó mai mốt thì mình sẽ làm mấy cái chậu bông á, mình treo bên hông mấy cái đó chơi vậy đó, đó mình gác gác giống như mấy cái vỏ bông vậy đó, đó thì mình làm vậy đó, thì mình để coi nó như thế nào. Để nói với bạn nghe nè, mình á ở đó đó là nó có mấy cái thùng nước đó, mình cái vòi nước đi chỉ ra tới đó thôi, ráng xịt lắm đó, thì nó được cái bồn đầu tiên này với mấy cái chậu này đó, lý do tại sao mình dời tuốt ra ngoài này là vậy đó. Rồi mình rinh cái từng chậu vậy đó, rồi mình dời dời rồi mình đi rinh mấy cái chậu ra đó, là mình đi tưới đây nè, mình tưới từng cái chậu nhỏ 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 vậy đó đó. Rồi cái anh đứng ra đây anh ngắm được, cái nói ý bà chú ơi, cái bụi bông vàng bên kia nó đẹp quá, nó thì cái bông thiên nhiên đâu cần tưới gì đâu. Ông nói sao mình bứng vô trồng, nó bứng chi mình để đó cho nó đẹp, chứ mình bứng vô đây làm chi, ở bên đây tôi màu đỏ bên kia màu vàng, anh đứng bên đó đi anh vàng anh đứng bên đó, anh tôi đỏ tôi đứng bên này, mà đỏ ở đây mình sẽ trồng trắng với tím rồi này nọ đó cho nó bớt cái bớt đỏ cái màu đỏ. Mình chưa có đem cái phun lữ ra đây, để chỉ mới có cái cây này thôi, nhưng mà nó chưa nở nha bạn, nó u u vậy thôi chứ chưa nở, tôi chọt lên trời chơi vậy đó. Mà mấy cái dưới này, mấy cái nhỏ thì nó có lên một một hai tược thôi, mình đây phải đem ra nắng, cái cây này thiếu nước này, mình đổ miếng nước mình tưới miếng diêm, mà diêm mấy là bạn coi nó lên cho mấy bạn xem, nó dữ lắm lận á. Đứa này nó cái đi đứa này đó, đứa con này của mình là nó đẹp một cách hỗn hào á, mà mình thích á, mình rất là thích cái cây này đó. Là cái cây hoa này đó, khi nào đó mà nó ra hoa đó rồi mình sẽ chiếu cho mấy bạn xem, cái cây lớn rồi chứ cây này đó cậu 4-5 năm nữa nó mới ra đó. Đó là mình sẽ trồng lại, mình dưỡng lúc trước đó mình có đã 100 chậu rồi, mình đem cho hết rồi đó, cho mấy đứa cháu mình, nó nghe nó cây phát tài thì mình nói thì nó như thế nào. Cái người Nhật họ quảng cáo với mình á, cái người đó nói đó là cái cây này là cây phát tài, cái tên nó giống như là lucky mà nó có money. Mình mua về đó là mình trồng có 9 tháng với bạn, nó trổ ra 2 cái cờ, 2 cái của một măng ra đó, nó ra hai cái cây hoa đó, 2 cái hoa đó nó nở đó. Một cây là nó nở là tháng 6 năm 2014 đó, đợt cây nó nở tốt tháng chín đó, có 2-3 tháng sau thôi là nó nở một cây nữa. Mà người ta nói là phát tài cái gì, thì năm đó là mình trúng độc đắc ở ở casino, ở mình đi cá máy có 1 sen thôi mà nó trúng mình 60.000 đô la, rồi mình trúng 2 chiếc xe hơi luôn là hết 100 mấy chục ngàn nữa mà nó quất cho mình. Trời ơi, năm đó là mình ăn cái tiền thuế là mình lãnh lương là 500.000 đô la cái năm đó đó, cho nên á là mình bị cho tới là tới sau này đó là mình bỏ, mình không đi làm rồi, đi chơi cũng ăn đi làm thì không có đi chơi. Lúc mà ông chồng nghỉ làm rồi mẹ mất rồi buồn, mới vợ chứ mới 4 năm rồi, là mấy năm là mình nằm xin thiếp có một chỗ rồi đó. Để nói mình nghe, bạn nghe này, cái cây này đó là có thể là cái cây màu cam đó mình nói đó. Đó, cái cây này là cái cây Nhật Quỳnh đó. Ở trong đó thì rõ ràng cái chậu màu cam mình bây giờ nó ra cái màu hồng mà nó sọc sọc nó chứ mới tức cười á, mình thấy thiếu quá mình.
Nó tính mình làm gì mình quay được cái mình nhớ lại, ở cái này cái gì mình nhớ, cái lúc nào thì mình nói lúc đó, để cái lúc nào mà mình quên rồi mình bật lại mình xem. Chứ còn mình không có muốn nói dài, lúc nào mình cũng nhớ cái chuyện tốt đẹp thôi. Thí dụ như chậu này của chị Hải cho mình nè, nhưng mà chỉ tỉa đẹp lắm, mình sẽ tỉa cho nó ngắn xuống rồi mình sẽ cắm vào một cái chậu khác đó, rồi mình cứ nhân giống đó từ từ vậy đó. Cái cây này rất là dễ nhân giống lên, nhưng mà cái lá không nó đẹp như cái bông sen rồi, cái cây của nó đó. Chứ mình không có cần phải nó ra bông chi, ra bông nó cỏi nó mau già lắm rồi, mình chết cái cây đó rồi nó mọc cây khác vậy đó. Cho nên mình sẽ làm lại rồi thôi, mình xin ngừng ở đây và hẹn các bạn ở clip sau nha. Đó, đây là cái em này đó, là em này là đẹp nhất nè. Cái chậu này là lẽ ra mình trưng trước nhà, ảnh nhầm lẫn mà ảnh khiêng ra, nhưng mà thôi thì kệ, khiêng ra đây đẹp tôi cũng khoe luôn. Xấu đẹp thì tôi cũng khoe hết rồi, từ từ nó cũng sẽ đẹp thôi. Mà mấy cái nhánh này mình mới cắt này, cái cửa mấy cái chậu ở trong nó vướng đường đi quá mình cắt đó, cái nó lên nó mấy cái tược bông luôn. Ổng kêu mình không, nó ổng la bà Hải, nó bà chú ơi, chú ơi, chú với cái thanh long nó ra bông rồi, bà chú thấy không? Nó em hồi trước khi chặt đó là em biết nó sẽ ra bông thôi, tại em biết cái nhánh già đó đó, nhưng mà vì là mình phải thanh toán thì mình phải thanh toán thôi đó. Rồi mình sẽ làm lại nè, chút nữa anh đem mấy chậu ở trong đó, rồi mình đem mình sắp lại thêm đó. Chứ thanh long đây mình chỉ tạm ghim thôi, mình sẽ ghim cho nó gọn lại, tại vì lúc trước không có chỗ nước, không có ra tới. Mà bây giờ mình nghĩ ra cái cách là mình hứng cái chậu đó đó, rồi mình đem mình tưới nó thì cũng được thôi, tại vì nó không có cần nước nhiều đó. Rồi thôi, xin hẹn các bạn ở clip sau nha, chúc ngày mới an lành vui tươi hạnh phúc các bạn ơi.